Rồi, hôm nay chúng ta học câu hỏi số 59. Who lived in America before the Europeans arrived? Trả lời: American Indians. Học từ mới nào mọi người. Who, ai, live, sống. Thì quá khứ chúng ta thêm ed, nhưng live có chữ y rồi nên chúng ta chỉ thêm d thôi, nghĩa là đã sống. In, ở. America, Mỹ. Before, trước khi. The Europeans, người châu Âu. Arrive, đến. Thì quá khứ chúng ta thêm ed, arrived. American Indians, người Mỹ da đỏ. Nghĩa là ai đã sống ở Mỹ trước khi người châu Âu đến? Trả lời: người Mỹ da đỏ. Luyện nghe mọi người ha. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. Từ khóa của câu 59 là cụm từ before the Europeans arrived. Before the Europeans arrived. Mọi người xem phần phiên âm sang tiếng Việt câu trả lời ha. Và cùng đọc với Rena. American. American. Indians. Indians. American Indians. American Indians. Bây giờ Rena hỏi còn mọi người trả lời nha. Bắt đầu. Who lived in America before the Europeans arrived? Tốt lắm, một lần nữa. Who lived in America before the Europeans arrived? Và sau cùng là phần phụ. Thì người Mỹ bản địa là người sống đầu tiên tại Mỹ. Đôi khi những dân tộc này còn được gọi là người Ấn Độ hoặc là người Mỹ da đỏ. Lý do là vì nhà thám hiểm Christopher Columbus, ông đã khám phá ra nước Mỹ. Khi lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ thì ông cứ nghĩ rằng ông đã đi thuyền đến đất nước Ấn Độ và ông gọi họ là người Ấn Độ địa phương. Và cái tên này được sử dụng trong một khoảng thời gian. Đó là lý do mà chúng ta thấy có chữ American Indians. Và người Mỹ bản địa này được nhóm lại thành các bộ lạc hoặc là các dân tộc dựa trên khu vực sống và văn hóa của họ như là tôn giáo, phong tục và ngôn ngữ. Những bộ lạc này thì sống khá là yên bình trước khi Columbus và người châu Âu đến. Thì ngày nay một số hậu duệ của người Mỹ da đỏ hay còn gọi là người Mỹ bản địa sống trong những khu vực dành riêng cho họ. Điều này giúp bảo vệ di sản và văn hóa của họ. Tuy nhiên thì chỉ có khoảng 30% thôi, phần còn lại sống bên ngoài giống như bất cứ ai khác. Rena chúc mọi người học thuộc bài nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.